Hi, Đoan mới chào cô chú anh chị em, chào tất cả mọi người ngày mới nha. Hôm nay thứ tư rồi nè. Bữa nay trời ông nắng nắng, và mấy ngày nay ở bên đài đây á, trời ông mưa á, cái không lo không có lên chăm dâu này, không có lên trồng rau được, đó rồi cũng không có lên quay. Hôm bữa quay cái video ngắn cái bị lỗi, xong rồi nó gỡ xuống rồi. Hôm nay lên quay lại cho cả nhà xem. Đây là cái dâu bạch tuyết nè, nó gà bông gà trái rồi, đẹp chưa? Còn hôm nay đó, khi mà cái dâu của ông mà nó gà bông gà trái gì á thì ông coi cái bông nào mà nó nhỏ á, cái mình ngắt trước, tại vì ngắt trước thì nó không có cung cấp dinh dưỡng, nó nuôi cho những cái bông đây á, những cái bông đây sau này nó trái nó cũng nhỏ xíu à, cho nên là thông thường hay ngắt bỏ ha, ngắt bỏ để cho nó cung cấp dinh dưỡng, nó nuôi những cái trái này nè, nó sẽ đẹp hơn đó. Rồi cái lên chăm dâu là hay những cái lá già nè, hay là mình lên mình lật lật mình coi dâu á, cái mình thấy những cái lá già gì cái mình đi mình ngắt bỏ đi, những cái lá gốc mà làm như vậy á thì những cái dâu của mình nó không có bị dễ mắc bệnh nè, cũng như là gầy nè, rồi mấy con nhện đỏ nè, vô trong cái khi mà nó bị âm u quá ha, nó không có thoáng á, là nó dễ bị nhện đỏ lắm luôn, cho nên là mình phải làm lá gốc cho nó sạch sẽ ha. Nó mưa xuống rồi cái đầu cỏ tùm luôn, mưa xuống là nước nhiều quá tốt lắm, con nó nhiều đây toàn là đó. Không phải anh đào đâu, ủa không phải bạch tuyết đâu, giống mới đây thì nó cũng sợ cái là ngay khi mà trời ổng mưa nhiều quá mà dâu mà nó ra đang ra bông mà đang thụ phấn nó dễ bị hư trái lắm luôn, nó không có đậu này. Bữa nay là mình đi ngắm bông nó được rồi nè, nó ra bông cũng nhiều lắm luôn. Đẹp không? Như những cái bông này nè, thì con sẽ nhắc bỏ đi nha. Nó nằm kế bên hông cái bông to to mà nó nhỏ xíu vậy nè. Ngắt thì mình ngắt sớm, còn không thì mình để cho nó nở ra đi, nó như vậy mình ngắt cũng được. Tại vì nếu mà làm như vậy là đang kiểu như là muốn để cho nó có phấn ha, có phấn rồi cái nó thụ phấn cho những cái bông mà mình cần. Tới khi mà cái bông mình cần nó đậu rồi mình ngắt những cái bông mà không cần đi. Này. Rồi, đang có chuẩn bị một cái cây cọ sẵn thì cũng chia sẻ luôn cho các bạn mà mới trồng dâu ha. Khi mình trồng ít thôi, kiểu như mình trồng mà số lượng ít rồi mình để mà không có nơi không có gió nhiều quá đó, thì mình sẽ cần thụ phấn bằng thủ công nha, kiểu như là như bông gì nè, nó ra bông gì nè, như bông đây, như những cái bông đây là nó chưa có ra phấn nè. Nếu mà thụ phấn cho bông á, thì khoảng 9-10 giờ, cái giờ đó nó nắng nó lên á là những cái rồi bông này nè nó ra phấn, mà cái của Lon thì cái này nó chưa ra phấn. Lon ví dụ cho các bạn xem thôi nha, cái này nó chưa ra phấn nè, nó mới nở nó chưa ra phấn đâu. Cái bông mà khi mà nó nở là nó đợi tới 1-2 ngày nó mới ra phấn, mới nở nó chưa có ra. Cái đây là cái ra phấn nè, cái cánh đài nó cũng rụng rồi nè, nó ra phấn là từ ngày hôm qua kia gì đó đó. Rồi cái trời cũng mưa nó cũng phấn cũng muốn trôi hết trơn đây đó, như cái bông đây, cái nhị đây nè, nó ra phấn rồi nè, mình nó hơi mờ mờ đó, nó ra phấn gì. Mình lấy cái cọ này nè, mình quét những cái phấn này nè, quét quét cho nó gớt vô, hay là mình chấm rồi xong cái mình chấm lại cái nhị chính giữa đây nè, đó là mình thụ phấn thủ công cho nó. Cái bông này mình thụ qua bông kia, rồi cái bông kia mình thụ qua bông nọ, thì làm như ong vậy đó, mà cứ hết cái bông này tới cái bông kia thì giống như là mình trồng ít á mà không có để ở ngoài, rồi mình để như những cái nơi mà không có gió đó, nhiều khi bông á mà nó có gió thì nó lung lay, nó cũng thể bay theo chiều gió rồi nó có thụ cho hoa mình.
nhưng mà mình trồng số lượng ít quá thì nó rất là khó luôn, cho nên là đang chia sẻ cho các bạn nên dùng thủ công ha, dùng thủ công mình thụ phấn cho nó như thì nó bảo đảm hơn. Đây như mượn bông đây là nó mới nở thôi nè, nó chưa có ra phấn đâu, với lại bữa nay Long lên sớm nữa, mới ở bên đài bây giờ mới có 7 giờ mấy à. Thì dạo này đang đi trải nghiệm đi trải nghiệm học cắt tóc nam, cho nên cũng ít có thời gian lên chăm rồi quay, kiểu như một tuần thì Long nghỉ được 2 ngày à, nên là phải lên sớm, giờ sớm giờ này thì không có phấn ha. Đây, quá trời ngó luôn. Rồi cái dâu anh đào nè, đẹp chưa? Cái ngó này cắt được nó ra rễ rồi, à, những cái bông ở đằng sau nè, ngắt đi. Long thì Long quen làm như vậy đó, thì Long cũng muốn chia sẻ cho các bạn có ấy, có cần không, cần thì tham khảo thử nha. Đấy, như cái bông này nè, nó nhỏ quá ha, là như cái bông đây cái da nó cũng không có đậu nè, bị sâu nó ăn. Giờ vô mưa rồi mà, rồi vô mùa mưa mưa rồi cái sông cái bông nha, bông nữa mà nó ra ngó nhiều lắm. Tay anh đào nó đang cây thứ ba nó ra bông rồi đây nè, đó bữa nay anh đào vô ra bông rồi nha. Hôm bữa không phát hiện có 2 nhánh 2 cây thôi, nó trộn sâu nó, nhờ đi sớm mà bắt được sâu nè. Nhiều khi ngồi á, cái rảnh rảnh cái dạch 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 nó cái thấy sâu bắt hên quá trời, mà trời không mưa nó bị nứt, trời không mưa nhiều mà mình dâu mình được ăn là nó bị nứt hết trơn à, cũng lắm luôn. Cái dâu này bữa đâu nói người ta đổi nói dâu trắng, nhưng mà Long phát hiện một cây bên kia đó, cái trái mà đỏ đỏ ở nhà thấy không, lấy gần chút xíu nha, nó có cái trái đó đó, đây đó là cái cây dâu dâu trắng đó, nhưng mà hôm bữa đổi thì họ nói là dâu trắng mà giờ nó về nó chín rồi nó thành dâu đỏ, nó thành cái dâu đỏ rồi đây nè, nó nè nó ra bông giống như dâu Nhật không, nó ra chùm, ra bông chùm ha. Cái trái của nó thì nó thấy không có đẹp lắm, nó ngằn nghèo, nó làm sao á, nó không có tròn chị ạ. À, nó qua mép bên đây, ngày nay trời mưa quá trời luôn, cái nền nó vẫn còn ướt còn dơ, hôm nay nó có chút xíu nắng lên nè. Anh đào bên đây coi ra bông chưa, ý cũng lú lú rồi nè, đây cả nhà xem nó lú lú rồi nè, đó đây là bông nha, nó lú lú bông rồi, có bông rồi. À, nói chung là bắt đầu dâu có lần vô bông, vô mùa bông rồi nhá. Mấy cây này còn non, mấy cây đây là ra bông nè. Nhiều cái loại bông á thì nó khi mà nó ra bông thì nó có lá công năng, nó lá công năng nó một lá như gì, mà cũng có cây nó không có ra lá công năng nha, không phải không ra mà là nó ra chậm á, cái bông ra trước rồi cái lá công năng nó ra sau, chứ không phải dâu nào nó cũng ra cái lá công năng trước nha, cho nên là nhiều khi mình nhìn thấy bị lầm á, cái ra cái nhánh bên hông thì chắc cắt bỏ đi, cây nó nhiều quá nó tùm quá để nó không không nó không tốt, nó ra trái rồi này kia nhỏ lắm luôn, tại vì quá nhiều nhánh á, cho nên là thường nó hay ngắt bỏ. Cây này là chắc cũng sắp rồi đó, cái nút nút tràn quá trời ngó luôn, anh đào nhiều. Đây là dâu Nhật,
Rồi cái đây đó, cái này nè nó cũng phấn mà mưa quá ha, trôi bớt rồi, trôi hết trơn rồi nè, không biết còn phấn nữa không. Cho nên là nhiều khi mà các bạn có thắc mắc là tưới nước lên bông thì sao, rồi nó mưa nhiều rồi ảnh hưởng gì, thì nó mưa nhiều thì nó trôi hết phấn đó, cái thụ phấn cho cái trái mình thì nó hơi khó khăn thôi, nó giảm đi rất nhiều. À, còn nếu mà mình tưới nước cũng vậy nữa, tưới nước á thì nó ướt 1 2 tiếng đồng hồ, sau cái 1 2 tiếng sau rồi nó khô á thì phấn nó vẫn ra bình thường không sao, nhưng mà khi mà nó đọng lên đó hoài lâu lâu dài á thì cái bông mình nó cũng không đậu, có nhiều cái bông nó đem nó đưa lên vậy nè, nó đưa lên nó không có ngã ra, bông này nó đưa lên nè mà nước mà nó vô mà nó không chảy ra được á là nó dễ bị đọng ở trong đó, là cái là phấn nó trôi hết trơn rồi. Rồi tưới thì kiểu như là mình tưới 1 2 tiếng đồng hồ thì trời cái nó khô rồi thì mình làm 1 2 lần không sao, nhưng mà thời gian lâu dài quá thì nó cũng ảnh hưởng ha. Này khoe với mọi người cái dâu nhật của Long nó ra bông ra trái nè đó, cái dâu nhật này nó hay ghẻ quạt lắm, nó ghẻ quạt trái to lắm, nó ghẻ quạt mà nó phải đủ dinh dưỡng cho nó thì cái trái nó mới to được, còn không thì nó trái nó vẫn nhỏ hơn. Rồi hôm nay đó, dành chút thời gian lên quay cái vườn dâu và chia sẻ cách ngắt bông thụ phấn cho bông cho các bạn mà mới bắt đầu vô trồng á tham khảo thử nha. Hôm nay lần lần chia sẻ tới đây, cũng chúc cô chú anh chị em, chúc tất cả mọi người ngày mới thư giãn vui vẻ và được nhiều sức khỏe. Tạm dừng video ở đây nha, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye.